Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục với chuyên mục đi hẹn hò với trai Hàn. Bây giờ thì mình đã tới được, đây là cái quán gọi là đổ bán đồ thú cưng các bạn, bán đồ cho chó, cho cún với cho mèo ấy. Thì bây giờ mình sẽ tham quan cho chút xíu rồi mình sẽ đi xem phim sau. Tại vì con chó có 4 chân á, cho nên là phải mua 4 đôi giày. Mua? 어 이거 사야 되겠다 다시. 지금 있는 거 더러워졌어? 더럽지 않지만 근데 목 귀엽다. 목. 따라와. 접는 거야. 응? 와, 이거 예쁘다. 저기 있다. Bây giờ mình đã tới rạp chiếu phim rồi các bạn. Nó rất chiếc coi nhưng về. Chào mua xia. Và tụi mình đã chuẩn bị đi coi phim nhưng mà thằng này nó không có, nó bấm cái app để mà trả tiền vé phim các bạn, thanh toán phim online đấy. Thì anh chưa bấm nút thanh toán cho nên là không có mua được vé và giật hết chỗ rồi. Nên là bây giờ ngồi ở đây ngồi chờ, ngồi giật nhau mà không biết phải làm sao ấy. Hey. 뭐 시가 bây giờ mình đã xem phim xong và hôm nay mình đi qua Arthur Park Sư mua cái này để cho anh này mới tập lái. Utsuzuke 저 정말 아, 네. 찍어야지. 소스. 소스야. 조금만 더. 빵 찍고 있어. 엄청 싫어하네. 이것도 안 돼? 빨리 하면 빨리 해야 돼. 얘 깨물었다. 빨리. 네, 안 돼. 자. 네가 해. 싫어. 나 따라오네. 왜? 얘가 아직 적응 안 돼서 그랬어. 어, 이것도 가기 전 줘야 돼. 산책하는. 왜? 죽겠냐? 저기 있어. 지루아. 완전 호랑이구만. 호랑이가 아니고. 응. 봐봐, 봐봐. 응. 무서워. 나 맞을 줄 알고. 손 흔들어. 손 흔들어. 여기 어디야? 돼지. 와. 와. 뭐야? 귀여워 진짜. 뭐야? 와. 카운트다운. 해피 뉴 이어. 중국도 아니고.